Ủa chú ba, ly cà phê tan hết rồi, chú quậy quậy vậy chú ba? Chú đợi ai vậy chú ba? À cũng biết rồi, chú ba đợi dì Tư bán xôi phải không? Hôm nay dì Tư không có bán. À, không biết dì Tư bị bệnh hay là hết vốn gì đó. Con nói thiệt á, tội nghiệp dì Tư ghê vậy đó. Bà hiền dễ sợ. Chú ba, sao chú cà phê chú ba? Chú ba, gì kỳ vậy trời? Không hiểu luôn á. Quên nữa, tôi. Trời đất ơi, cái gì mà con tôi đây không biết nữa. Anh ba đó hả? Dạ. Làm tôi hết hồn tưởng ăn trở mà. Trộm gì trời đất, tôi không lại là có chuyện rồi. Mà nghe chó sủa nãy giờ không? Nghe, bởi nghe tôi mới hết hồn nè. Tôi đi bán vé số ngàn đây, tôi thấy có thằng kia thập thò, tôi nghi rồi. Tôi tặng hắn. Trời đất, quay rồi, tôi chạy quá trời đất chạy luôn. Ừ. Tôi bỏ quên bịch này đây nè. Ủa, đi mất tiêu rồi hả? Ừ, nó để mình đậu đây cái chạy à. Sao kỳ vậy ta? Sao ngày nào á, cái người bí mật đó cũng bỏ trước cửa nhà tôi nè. Có bữa thì bỏ dừa với mè, có bữa thì bỏ đậu, rồi có bữa bỏ đường, bỏ nếp, rồi lại bữa nay là bỏ đậu nữa. Bởi vậy? Mà tôi không biết là ai, mà họ không có đòi hỏi tiền bạc gì hết á. Kỳ lắm. Nè, anh nói anh thấy mặt người đó phải không? Tôi... Thấy rõ không? Không thấy, không, tôi không thấy cái mặt đó rõ lắm. Không thấy rõ gì chứ, vậy là anh thấy dáng phải không? Cái dáng hả? Dáng sao? Cái dáng là phải thấy chứ. Sao cái dáng nó nè, ốm cao cao. Ốm cao cao. Mà là cái nhìn cái dáng phía sau nó đó là thằng này chắc đẹp trai lắm. Vậy hả? Ừ. Nói như anh vậy tôi biết ai mà để tôi trả lại, cái tôi đâu có dám xài. Trời ơi Tư ơi, Tư đừng nói vậy mà người ta đau lòng. Ai đau lòng? Không phải. Cái người mà mến Tư đau lòng, cái người đó mến Tư dữ lắm á, chắc chắn rồi. Thôi anh ba, lớn hết rồi. Anh nói tầm bậy tầm bạ, ai mà mến tôi, già cả quá rồi. Già đâu, tôi thấy Tư còn mát mẻ lắm chứ. Tôi đâu có hở chỗ nào đâu mà nói tôi mát mẻ trời. Không, ý tôi nói là Tư còn trẻ lắm đó. Còn son trẻ lắm đó, đâu có gì còn có chồng lại được mà. Thôi đi, chồng gì nữa, con đã lớn hết rồi. Nói tầm bậy tầm bạ không à. Thiệt tình tôi không biết người này là người nào. Chứ nếu mà tôi biết á, là tôi trả lại liền à. Ghê vậy á. Tôi đừng trả người ta mà. Trả người ta chi cho đau lòng vậy. Cứ giữ đi rồi cái khi mà thắt ngặt cái xài. Nè. Anh đó nghe. Tôi là tôi nghi anh lắm nghe. Nghi vậy? Thập thò lấp ló rồi đưa cái bịch đậu ra. Rồi nó thấy người nào nó chạy. Là tôi nghi là anh á, mà tại vì anh tả cái hình dáng người đó là cao cao giống anh mà đẹp trai. Tôi mới bỏ qua. Chứ người đó có phải là anh không? Bậy, không phải, bậy, không phải. Không phải phải không? Không phải, thôi đi về đi. Để tôi vô nấu nướng ngày mai tôi bán xôi nữa. Tại sao đuổi người ta về? Tôi đuổi hồi nào tôi mời anh về, tôi đang bận mà. Tư biết Tư nói vậy là tôi buồn lắm không? Cái gì mà buồn? Tư cứ biết, người là ba coi Tư như thế nào không? Coi sao? Tư là cục hít. Ừ. Mà dường như ba đấy là cục... Cục gì? Cục... Cục gì? Cục sắt. Mà cục 500 cho cục sắt gặp nhau thì làm sao? Nó phải hít chứ sao? Rồi sao? Tư. Ơi. Hít ba đi Tư. Ê. Hít đi. Ôi. Hít cái bà chết. Trời ơi. Tớ bà con là sớm
từ bao lâu nay rồi. Trời ơi, chưa có người đàn ông nào đụng tôi hết. Trời ơi, chỉ trừ chồng tôi ra thôi. Từ ngày trong chồng tôi chết rồi, không ai đụng tôi cái này hết á. Làm cái gì kỳ cục vậy? Anh có biết là làm gì bà con ở sớm người ta nhìn vô người ta nói là tôi với anh già là mất nết không? Người ta nói kệ người ta. Mà người ta càng chú ý tới mình là càng thấy cái tình cảm tụi mình đậm đà. Thôi thôi thôi, tôi không có đậm đà với anh hết nha. Anh làm ơn anh đi về đi nha. Để tôi đi vô trong nhà, tôi bận việc buôn bán nấu nướng lắm nha. Anh làm ơn đi về giùm tôi đi. Chỉ đuổi người ta nữa thấy không? Biết hồi sáng tôi ngồi quán cà phê bao nhiêu không? Một tiếng đồng hồ mà chưa bao giờ uống được ly cà phê. Anh mê nhỏ bán cà phê hả? Mê cái gì? Đừng có làm bộ diễn. Mê nhỏ bán cà phê hả? Nói là đáng tuổi con cháu thôi. Tôi chờ tư đó. Tôi kêu ly cà phê một tiếng đồng hồ tôi quậy bèo phèn ăn đá hết mà nè. Tôi chưa, tôi thấy không thấy Tư đi bán bữa nay là tôi buồn lắm. Con nhỏ nó mới nói là Tư bệnh là Tư gì đó mà không đi bán đó. Đúng rồi, sáng giờ tôi bị bệnh cho nên tôi tính nghỉ bán một bữa. Thấy chưa? Cái gì vậy? Bệnh mà không chịu nghỉ, bệnh mà ráng làm cho cố xác rồi bỏ chồng bỏ con hả? Hả? Chồng tôi bỏ tôi rồi mà con tôi còn. Tôi phải làm, tôi kiếm tiền tôi nuôi con tôi chứ anh. Quên. Anh làm riết giống như anh chồng tôi vậy à. Biết Tư bệnh, thành thử ra đó tôi lo đủ thứ hết trơn hết trọi á. Mua số mấy? Ở đây thôi, nó có nhiều số lắm. Thôi tốn túng đâu. Quên, không phải. Không phải tôi bán cái số, tôi quên lộn trời đất ơi. Tôi bán cái số cầu cọc vậy đó, rồi kêu ra ế, rồi khóc. Tôi quên. Tôi không phải bán cái số cho bà, cho em. Mà cái này, nghe không? Gì vậy? Thuốc đó. Nè, thuốc đỏ là bệnh gan nè. Thuốc này là bị cảm nè. Thuốc này là đau bụng nè. Còn cái thuốc này là thuốc ho nè. Rồi thuốc này. Cái thuốc này là đường ruột nè. Trời. Cái thuốc này là Lencosin nè. Mua cho ai vậy? Mua Tư á. Gan thận phèo phổi là Lencosin là đường ruột này hả? Thuốc tổng hợp. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi mà. Mấy cái vụ cảm sơ tôi tự tôi lo được nha. Không mà người ta nói là cái uống thuốc này đó ha, là cái bệnh gì cũng hết hết trơn á. Bây giờ một lần uống có 8 viên. Tư cứ uống một ngày 4 lần đi. Nhớ có Lencosin đâu này nha. Uống ít hơn lần 2 viên thôi nha. Uống nhiều nó nóng lắm mà nè. Cầm vô uống. Trời đất ơi, mà tôi có bệnh gì đâu mà mua đống thuốc tùm lum thuốc vậy nè. Bệnh cảm đó. Cảm thôi mà làm gì có Lencosin rồi đường ruột rồi gan rồi tùm lum hết vậy. Thì uống thuốc gì uống. Thôi tôi cảm ơn anh nhiều lắm nha. Mai là tôi mới bệnh cảm thôi mà chắc trù tôi chết sao mà mua đống thuốc này. Anh đem về anh uống đi nha. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi vô à. Trời anh đi bán cái số giùm tôi cái đi. Công tình tôi mua thuốc đem tới đây mà không chịu uống. Đối xử người ta vậy. Đối xử cái gì? Tôi biết là anh tốt với tôi lắm. Nhưng mà thôi đi. Nè. Còn 5-6 tờ giấy số không bán. Bỏ đi mua thuốc không chịu. Ba. Vậy. Anh để ý tôi lâu rồi phải không? Ừ. Anh thương tôi thiệt phải không? Ừ. Đợi tôi một chút đi. Ừ. Nha. Yeah. Ừ. Đợi một chút định đi về nha. Biết rồi. Ừ. Rồi hên quá. Nhớ đợi nha. Biết. Hên quá. Phải nhìn mình mới biết mình thương quá liền luôn. Đợi cái này là trao nhẫn cưới hay gì. Bên trái trời chiều bán hết cọc cái số này mua được cái nhẫn cưới. Rồi đi gửi cho. Đây nè. Từ hôm bữa giờ cái người mà bí mật á đem đường đậu nếp mè cho tôi á, bây giờ tôi biết á là anh chứng ai hết á. Anh thương tôi, anh mua soi ủng hộ tôi như vậy á là tôi mừng rồi, tôi đủ tiền nuôi con tôi rồi. Còn mấy cái thứ này á tôi không dám nhận đâu. Anh làm ơn làm phước á, anh đem về giùm tôi đi. Tư nói vậy mà Tư nghe được. Tư khổ quá. Hỏi hết bà con trộm xóm đây có ai không biết tình cảm của tôi đối với Tư. Nè, đừng có hỏi ai, hỏi con nhỏ chủ quán. Tôi ăn xôi của Tư á, hồi đó nhớ đi, nhớ kỹ rồi đi. Tư bán 2,000 đồng gói, mà giờ lên tới 5,000 rồi. Tôi vẫn ăn, mà có khi nào tôi nói là Tư bán xôi mát không? Có không? Thì anh ăn bao nhiêu tôi bán bao nhiêu. Có người ăn 2,000 tôi bán 2,000, người ăn 5,000 tôi bán 5,000. Chứ tôi bán mắc rẻ vậy đây mà nói. Tư nhớ kỹ rồi đi Tư ơi. Từ ngày mà Tư khai trương cái gánh xôi của Tư á, tôi vẫn ăn tới giờ này mà. Có nhiều lúc sáng đó, tôi thấy gánh xôi của Tư tôi ngán lòi bản họng luôn. Tôi vẫn ăn, tôi vẫn mua để đó. Vì mà Tư không bao giờ yêu được tình cảm của tôi hết á. Cái gì vậy? Trời đất ơi, tôi có ép anh ăn xôi tôi đâu mà anh nói vậy. Cái nhà đâu kiến không à. Nhà trước sân phải có kiến chứ. Không bao giờ hiểu được cái tình chung thủy của tôi đối với Tư. Thôi bây giờ tôi nói anh nghe nè, anh đi về. Anh đi bán vé số giùm tôi đi nha. Thôi nói nghe là đừng có khóc nữa. Thôi tôi ghèo. Đừng đi đừng có khóc nữa. Tôi ghèo vậy. Đến đây. Trời ơi. Anh có biết là bình thường anh nó không đẹp rồi.
anh mà khóc lên á thiệt á, anh xấu lên là xúc phạm cả bắt người nhìn luôn đó. Anh xấu lắm. Ấy mỏi vô. Thôi không có khóc nữa. Biết ai đồng chung thủy của tôi quá mà. Xấu quá. Quá. Ủa, cái má con mới đi học về. Chú ba. Sao chú ba khóc vậy? Khóc rồi nào, thấy nó khóc đâu. Chú khóc đó. Tay bụi bay vô mắt được không? Thôi nè con. Dạ. Phụ chú ba lấy ba cái đồ đạc nè, đem chú ba đem về. Nghiệp. Chú ba khóc, bị cái hạt bụi nó to như cục đá vậy, bay vô mắt ổng rồi đó. Mới vô nhà nấu sôi nha. Dạ. Mới đi học về á? Dạ, con mới đi học về. Giờ này về, bây giờ về sớm. Cái về gần số luôn, trời ơi trời. Mấy cái đồ này của chú ba hết phải không? Chú ba đem mấy này về đi. Chứ má con không có nhận đâu nghe. Nghe, đem về. Đem về không thôi má la con chết á nghe. Thôi, con đi vô nhà đó, nhớ đem về nghe. Bốn tờ số rất nhiều ăn ra, 40 mấy tờ số cho ăn luôn. Gì à? Dạ. Con ngồi học bài hay là sao má thấy con thờ người ra vậy? Con học bài chứ còn gì nữa má. Học bài mà tưởng suy nghĩ gì chứ. Rót cho má ly nước coi. Dạ. Má. Má, bữa nay má bán hết chưa? Hết rồi. Nhi. Dạ. Má nói thiệt với con nha, thấy con càng lớn vậy á, má lo quá. Má lo gì vậy má? Thì má lo chuyện con với lại cậu Hải đó. Má ơi, má yên tâm đi, con với anh Hải quen nhau á là trong sáng dữ lắm. Cái gì á cũng phải giữ gìn ý tứ nha con, không thôi á mày mà sao á má, má tự giận má chết theo á. Mà nè. Dạ. Nhà cậu Hải á sao, có khó không? Không á, ba má của ảnh á hả giản dị lắm, tại vì nhà người ta đó là cũng từ nghèo khó mà đi lên á má. Cho nên người ta không có câu nệ gì hết trơn á. Vậy đó hả? Dạ. Rồi con nói với má là bộ sắp tới là gia đình của cậu Hải qua thăm mình hả? Dạ, hình như là anh Hải về dưới quê rồi, anh Hải nói bữa nay sẽ dắt ba mẹ lên luôn á má. Nhưng mà nhà mình nghèo quá rồi không nói cho má biết để má chuẩn bị thì sao con? Má đừng lo, người ta hả không có hở khinh thị giàu nghèo gì đâu, người ta bình thường lắm. Con nói ba má anh Hải vậy á thì má cũng yên tâm. Chứ thật ra má thì má nghĩ con á càng ngày càng lớn, nhưng mà cũng còn đang tuổi ăn tuổi học, thì giữa con với anh Hải đó má nghĩ coi như là bạn bè với nhau là tốt rồi. Rồi gia đình hai bên biết mặt với nhau như vậy á là cũng được rồi. Đợi đi, đợi khi nào lớn khôn á, rồi học hành thành tài, rồi có một sự nghiệp vững chắc á, thì lúc đó mới tính chuyện hôn nhân nha con. Dạ. Má nói thiệt á, con mà có chuyện gì á, chắc má sống cũng không nổi đâu. Đời má khổ rồi, má không muốn con của má phải khổ theo má nữa, hiểu chưa? Dạ. Mà má ơi, đời của má khổ làm sao vậy má? Chứ từ lúc mà con hả, hai má con mình ở với nhau từ xưa tới giờ đó, con không bao giờ mà nghe má nhắc tới nội ngoại hay là anh chị. Má cũng không cho con biết quê của má ở đâu luôn á. Thôi con ơi, nhắc tới làm gì thêm buồn. Con chỉ biết đó là bà nội ông nội không còn, mà ông bà ngoại thì cũng đã mất rồi. Còn quê của mình á thì ở xa ghê lắm. Ở đó đó con còn có cậu hai, nhưng mà cũng mấy chục năm nay rồi, coi như là má với cậu hai không gặp mặt nhau, mà má cũng chưa bao giờ về quê lại con à. Má, hay là có dịp nào đó má dắt con về thăm cậu hai, sẵn tiện thăm quê mình luôn nha má. Nha. Không biết về được có được hay là không, hay là bị đuổi ra như xưa kia nữa. Sao vậy má? Thôi được rồi, con đã khôn lớn rồi, con đã biết suy nghĩ rồi, thì má kể cho con nghe lý do tại làm sao mà lâu nay má không nhắc tới ông bà, rồi má cũng không về quê nữa. Trước kia
ở dưới quê. Bà ngoại nuôi má với cậu hai khôn lớn nên người, cho đến khi á má lớn cỡ tuổi con vậy đó. Dạ. Má quen với ba của con mà khổ nổi đó. Ba của con nghèo lắm, gia đình ba con thiệt là nghèo, cho nên khi mà biết chuyện ba với má yêu nhau, bà ngoại cấm cản, không cho ba với má tiến tới với nhau. Tuổi trẻ mà, lúc đó thì bồng bột lắm. Má với ba cũng lén lút yêu thương nhau, cũng lén lút hẹn hò nhau. Rồi má lỡ có thai với ba con. Khi mà có thai với ba con rồi á, cái bụng của má ngày càng lớn, không có giấu được. Má mới về kể cho bà ngoại của con nghe. Khi biết được má có thai, bà ngoại đánh má. Rồi bà ngoại buộc là má phải bỏ cái thai. Bà ngoại nói để má bỏ cái thai đó đi, chứ nếu không á thì bà ngoại từ má. Ba của con nghe chuyện như vậy, có đến lại Lục Giang xin bà ngoại để cưới má. Bà ngoại không cho. Bà ngoại đuổi ba con ra ngoài. Bà ngoại với cậu hai nhốt má ở trong phòng. Cậu nói nếu mà má không bỏ cái bào thai đó đi, cậu sẽ cho người đánh ba con. Còn bà ngoại nói á, nếu mà má nhất quyết má yêu ba con á, bà ngoại sẽ... Má đã gian xin khóc hết nước mắt, nhưng mà không lay chuyển được lòng của bà ngoại. Tội nghiệp má quá. Cuối cùng rồi, má với ba con phải bỏ trốn xứ mà đi xa, đi đến một nơi xa để lập nghiệp sinh sống. Ba đã làm đủ mọi cách để nuôi má, cho đến ngày má sinh ra con. Ba má mừng lắm. Từ lúc mà con chào đời, nhà càng thêm ấm cúng, có thêm tiếng cười tiếng khóc của trẻ thơ. Ba con cứ làm việc quần quật rảnh rỗi là về vui vẻ với mẹ con mình. Nhưng mà hạnh phúc và niềm vui chưa được bao lâu, đến khi con vừa tròn 1 tuổi, ba con bị bệnh ung thư. Căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của ba con. Lúc đó ba chỉ muốn chết thôi ba của con. Ba cũng không muốn sống nữa để làm cái gì. Nhưng mà nghe tiếng khóc của con, ba tự nghĩ là mình phải sống, sống để nuôi con khôn lớn lên người. Cho nên nó đã nén đau thương, chôn cất ba con xong, mà ẵm con về ngoại để xin tạ lỗi. Thì má được tin là bà ngoại mất, má không được gặp ngoại lần cuối. Khi mà má bước chân vô nhà thì cậu cũng không cho má vô để đốt nhang cho bà ngoại. Cậu nói là bà ngoại đã từ má rồi, đừng bao giờ vô đốt nhang cho bà ngoại cô nữa. Nhưng mà má biết là chắc là cậu sợ. Cậu sợ là má về để tranh giành tài sản với cậu, cho nên cậu mới nói là bà ngoại từ má. Mà thấy như vậy thì cũng khó khăn cho con quá, cho nên mẹ con mình á mới không ở đó nữa. Má mới ẵm con tới đây nè. Dạ. Rồi má bán xôi, má nuôi con khôn lớn cho tới giờ này. Mấy chục năm nay rồi, má không trở về quê, cũng không gặp cậu con. Bây giờ đã mấy chục năm nay rồi, má hy vọng là cậu con cũng đã già, biết nghĩ lại chuyện xưa, mà cho má con mình một lần về quê để thăm mồ mả ông bà. Má,
lừa quá. Chú kiếm ai vậy? Con cho chú hỏi thăm, đây có phải là nhà của cô Tư bán sâu không? Dạ đúng rồi. May quá. Có cô Tư ở nhà không con? Dạ có. Cho chú gặp cô Tư chút nha. Không được chú ơi. Ủa sao vậy? Má con đã nói với con là má con ở vậy nuôi con, không có đi bước nữa, không có được. Không, vậy con nghĩ lầm rồi. Chú muốn gặp má con là có chuyện quan trọng. Dạ chú. Ừ. Dạ, vậy dạ. Chú đi theo con vô đây. Con. Con mời chú vô nhà. Má, con. Có khách. Ai vậy con? Dạ. Dạ. Dạ mời ạ. Cô Tư phải không? Anh hai. Anh bao nhiêu năm nay vậy mà tôi cứ tưởng là... Anh tưởng là em đã chết rồi hả? Không phải như vậy. Này, bé này là... Đứa bé mà ngày xưa anh với má biểu em bỏ đó. Chào cậu đi con. Con chào cậu. Nè, đi à. Con học tới đâu rồi? Dạ, năm nay con lên lớp 12 rồi cậu. Lớp 12? Dạ. Em sống như vậy mà em nuôi được đứa con ăn học là tốt quá. Học tới đó là tốt lắm rồi. Nhưng mà em làm cái nghề gì mà để sống mà nuôi con ăn học như vậy? Em buôn bán. Em bán xôi. Nuôi con em không lớn anh. Rồi em sống như vậy đó rồi được bao nhiêu năm rồi? Thì từ ngày chồng em mất đi, mẹ con em sống như vậy đó. Vậy mà nuôi con khôn lớn đó anh. Anh vẫn khỏe. Chị và các cháu vẫn khỏe hả anh? Khỏe. Rót nước mời cậu ngồi, cậu uống đi con. Thôi được rồi con. Tới rồi. Anh có lỗi với em nhiều lắm. Chính anh là người đã đưa đẩy em vào tới con đường này, tới một cuộc sống cực khổ như vậy. Nếu mà ngày xưa đó, anh đừng có gì tham lam, sợ em phải chia của với anh, cho nên anh tìm mọi cách xúi giục ba má để đuổi em ra khỏi nhà. Bây giờ anh hối hận lắm chứ ạ. Thôi anh à, bây giờ ai cũng đã lớn hết rồi, chuyện ngày xưa em cũng không để trong bụng đâu. Em sống như vậy cũng được, cũng không có cực khổ đâu anh à. Em bằng lòng với cuộc sống hiện nay. Em không dám về dưới. Em chỉ sợ là về dưới rồi anh lại đuổi em như xưa kia. Không, không có đâu, không có đâu. Bây giờ đó, cuộc sống của em đây cũng không khá gì lắm, phải không? Thôi không ấy, em đi về quê đi nha. Ở dưới bây giờ có còn ai đâu, chỉ còn một mình anh ở dưới thôi à. Về dưới đi, rồi cái phần đất đó rồi anh sẽ chia lại cho em. Đó, nếu có khó khăn gì có anh sẽ giúp đỡ cho em. Anh hai à, anh đã hiểu được em á, em mừng lắm. Chuyện lỗi lầm xưa kia đó, thôi mình đừng có nhắc nữa. Nhưng nếu anh kêu em về dưới quê á, thì em xin phép anh cho em ở lại đây. Mẹ con em á, bao lâu nay sống ở đây cũng quen rồi anh à. Em chỉ xin phép anh cho em được về dưới để thăm lại mồ mả ông bà thôi anh. Bây giờ á, anh thì cũng không có thể nào ép buộc em được. Nếu mà em đã đồng ý mà về dưới rồi đó, là anh hay mừng lắm. Anh hay mừng lắm Tư à. Anh quên nói cái này nữa. Sắp sửa đó là ngày đám dỗ của má. Nè, đám dỗ ở dưới đó của ngoại đó thì về nghe không? Vẫn như về ha. Rồi còn em cũng phải về nữa để cho gia đình mình sum họp. Dạ, dạ được, em sẽ về. Nhớ nha em. Buông cái tay ra. Gì vậy? Về nhà để gia đình mình sum họp á. Giỏi quá đi. Vụ gì đấy? Cái gì á? Nếu tôi không lại đây thì tôi không bắt gặp được cái cảnh này. Cảnh này là cảnh gì? Trời ơi trời, tôi bắt gặp rồi thà là tôi ôm một mối tình căm mà tôi không bớt đau khổ đi trời. Gì lãng vậy trời? Trời đất ơi, nói cái gì vậy? Ai đây? Dạ, hàng xóm. Hàng xóm hả?
hai cái chữ hàng xóm nữa, tôi đau lắm bà có biết không? Ăn xôi biết bao nhiêu rồi, ăn muối lòi bản hỏng luôn rồi mà. Người tù ta rồi có ở tay không? Trời ơi, cứ sao lại phụ khó khăn vào ngàn. Cái gì vậy? Cái gì á? Tại em đó nên duyên mình dở dang. Trời ơi, anh nào mong mơ quyền quý cao sang, một căn nhà nhỏ với một gánh sồi. Gì gánh sồi? Sáng ngày anh bán vé số ở đường tình hai đứa thân thang. Trời ơi, trời ơi, bởi xác giữa chiến trường thó tiễn nắng gió, đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu. Mày khùng, mày khùng hả mày? Anh đánh này cho ông tỉnh. Mày khùng hả? Mày tỉnh chưa? Tỉnh sao được? Tự nhiên vô đây mà làm một giây à, không có dính cái gì hết trơn hết trọi á. Chú mẹ. Gì? Nãy giờ chú hát cái gì mà con thấy nó không khớp miếng nào hết trơn vậy? Làm sao dính được trời ơi? Má của con ngoại tình làm sao dính được? Trời ơi! Trời đất ơi thằng này. Ôi, chắc tao phải tao bả vậy? Chắc tao xỏ cái này, cái bà con lên đầu mày quá. Giết tôi chết luôn đi, giết tôi chết luôn đi. Chú ba hiểu lầm rồi. Chú ba biết đây là ai không? Người tình của má con. Thôi. Bảy nghe bảy, bảy nghe bảy. Nói rõ cho ông biết đi. Cậu hai của con đó. Dạ, anh ruột của em đó anh ba. Thấy chưa mày, nghe rõ chưa mày, nghe chưa mày? Anh ruột. Ừ. Anh ruột. Cái còn gì nữa? Hỏi hoài. Sao? Cái gì vậy? Mẹ. Anh còn nghi ngờ cái gì nữa? Nghi chứ sao không nghi? Nghi cái mày gì? Nghi cái gì? Em ruột mà như vậy. Ừ. Mà anh ruột như vậy. Vậy làm sao? Cái sờ âu xấu, sắc xấu. Mày khùng hả mày? Mày tới đây nãy giờ là mày nói tầm bậy rồi mày. Mày chê người này mà chê người kia là sao mày? Không phải, tại vì thấy bên đây nó đẹp, bên đây nó này ấy. Bên giống bà, bên giống má, tao giống ba tao, được chưa? Ủa vậy hả? À, anh hai giống ba hả? Ừ. Dạ. Gì vậy? Ê, 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 chỗ thờ cha mẹ không có giỡn nha. Cho mượn ba cây nhang con. Chi chú? Mày cắm đây thờ luôn. Thật thằng này tôi nãy giờ mày ăn nói cái gì đâu không vậy? Giận chơi chứ mà. Mừng quá, mừng vui á, vui á. Biết anh hai là vui lắm. Anh hai khỏe anh ơi? Khỏe sao không khỏe? Anh hai ơi, trời ơi, anh hai mặc đồ đẹp quá, đang ngủ mày nè. Ở ngoài là, ở ngoài đồ vét mà ở trong đồ bóng. Anh biết tại sao anh mặc vậy không? Sao vậy? Tại vì thể hiện con người có trình độ, con người có hiểu biết. Dạ. Mà con người có hiểu biết mà có trình độ thì luôn luôn nhớ tới những ngày xưa. Dạ. Tại sao? Từ có xưa thì mới có nay. Trời ơi, không ngờ anh hai rành gì sơ yếu lý lịch quá ha. Đó. À, bởi vậy. Đó, thấy không? Cũng chết nữa, thấy không? Giờ làm gì nữa đây? Ê. Nanh chó hả? Mày khùng hả? Cái này mà nanh chó. Nanh gì? Răng heo rừng ông nội. Ồ, nanh heo rừng. Ờ. Quý quá. Quý, quý. Đeo gì vậy? À, hồi nãy là trước khi mà lên đây đó, bà bắt đeo cái này. Đó. Bà sợ đồ đi đường rồi gặp ăn cướp á, nó có súng mà. Dạ. Lỡ nó cướp đồ có nó bắn sao? À. Nó bắn có cái này thì không có trúng. À, bắn càng ngang, nanh heo rừng bắn có lỗ. Đúng rồi. Nó bắn vô đây phốp, nó qua đây làm phết. À, vô đây à. Nửa nửa thời nãy giờ mày trùng tao hoài các bạn. À, cho vậy á chứ anh bà tốt lắm. Hàng xóm tốt nhất của em đó anh. Dạ, nanh là hơn lắm á. Hàng xóm thôi. Buổi bây giờ nó làm. Giúp em mà mấy tờ số. Rồi, mày bán cái số. Dạ. Nhìn sang quá hả? Dạ. Bán cái số hả? Gia đình tụi em là bà chỉ sợ mà. Dạ. Đây số, đây sâu. Nó tầm bậy nữa. Thôi, để dành chiều đây sổ mày trúng. Nè, cô Tư à. Dạ. Làm cái gì làm, nhớ anh hai dặn nha. Cái ngày giỗ của má đó, nhớ dẫn bé Nhi về chứ không? Dạ, đúng nhớ. Cái ngày đó là cái ngày trọng đại, phải con người ta sanh ra phải nhớ tới ông bà, cha mẹ. Đúng rồi. Con phải nhớ tới ngoại con. Dạ. Em cũng phải về. Về. Nhớ là bên đây về. Ừ. Bên đây cũng về. Ủa, mà về dưới làm gì? Về dưới đặng. Làm gì? Đặng đốt nhang mà. Ai là má? Má ai? Má ai? Má mình. Trời.